Trong chương trình làm việc của hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, sáng nay đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Vũ Hải Sản gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất việc Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 7. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Đảng Hun Sen và sự lãnh đạo điều hành đất nước của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Thượng tướng Vũ Hải Sản trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tới Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Đồng thời cho biết, Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp với Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023. Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng đề nghị Đại tướng Tia Say Ha tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội Việt Nam nói riêng đầu tư vào Campuchia trong thời gian tới. Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời thăm hỏi và lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ Campuchia qua các thời kỳ. Đặc biệt trong những năm gần đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, trong đó giúp đỡ Campuchia đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan quân đội rất hiệu quả. Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia rất hiệu quả và đã góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho Campuchia. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Campuchia có hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực và cùng nhau vun đắp, giữ gìn cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Tiếp đó, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia.